Trong cái im lìm của phố phường vừa thức giấc, tôi thầm nghĩ, con người có đang thật sự tận hưởng mỗi ngày trôi qua? Bắt đầu ngày mới với những tất bật, rồi lại vội vã lao vào những guồng quay bất tận. Đôi khi điều bạn cần nhất chính là những phút giây thoải mái trong không gian của riêng mình. Và vẫn biết rằng sẽ luôn có một nơi chờ bạn trở về khi một ngày kết thúc. Tôi hiểu rằng hạnh phúc là một hành trình mà ở đó mỗi người luôn cần có sự thoải mái. Có lẽ tôi đã tìm được đích đến cho cuộc hành trình của mình. Tôi muốn là một phần của sự thoải mái, làm nên chất liệu cốt tông Mỹ cho những bộ trang phục bạn mặc mỗi ngày. Trải nghiệm cảm giác dễ chịu từ bông Mỹ, tận hưởng cảm giác thoải mái cùng On Off.